dạ con chào cô mai ủa má con cần gặp chồng cô hả mà quên con có nhiều má quá má đầu hát hả dạ không hay là má khóc mướn dạ cũng không nhưng mà cô đừng có kêu má ruột của con như vậy má con nghe được má con không vui đâu Hừ. vậy là chắc má trên giấy tờ rồi cô hạnh chứ gì Cô là bà con với cô Nhờ vậy mà cô với cậu hai hoài Mới được ở đây nè ngó bảnh vậy chứ Cũng như con chó giữ nhà thôi ừ, Dạ cũng không luôn Con cần gặp cậu hai Là vì con cần Chứ không có má nào cần hết Vậy sao không nói ngay từ đầu đi Ông còn đang ngủ Tối hôm qua ông đi đờn về khuya quá mà Dạ con chào cậu Ờ à...